5 cái hình như thế này nha. Sau khi cắt được các cái hình này, mình lại tiếp tục gấp cái cạnh còn lại của tờ giấy và mình tạo hình những cái phần trục của chiếc đèn và trên những cái đoạn giấy còn lại. Sau khi gấp cái phần cạnh giấy còn lại thì mình lại đặt những cái hình chiếc lồng đèn của mình lên trên cái những cái phần giấy tiếp theo và dùng bút chì vẽ theo cái hình mẫu của mình. Sau khi vẽ xong thì bây giờ các bạn sẽ dùng kéo để cắt cái hình lồng của chiếc đèn ra. Ở đây mình sử dụng cái giấy thủ công màu xanh lá. Các bạn có thể dùng những cái giấy màu như của mình hoặc sáng tạo những cái màu sắc khác nhau cho chiếc đèn của các bạn. Sau khi mình cắt tạo hình cho những cái chi tiết lồng của chiếc đèn thì bây giờ mình sẽ dùng băng dính hai mặt. Mình xé những đoạn băng dính hai mặt và gắn lên trên các cái lớp lồng đèn này. Với mỗi một cái hình thì mình sẽ dán một miếng băng dính. Và mình sẽ dán đều cho tất cả các cái hình này của mình. Sau khi các bạn dán được cái phần băng dính hai mặt vào với cái hình chiếc lồng đèn này, phần trục của chiếc đèn này chính là cái phần giấy màu xanh lá này, thì bây giờ các bạn sẽ bóc những cái lớp băng dính hai mặt của mình ra. Mình bóc ra, sau đó mình dán các cái lớp lồng đèn của mình chồng lên nhau ở trên cái vị trí mà mình đã dán keo. Mình sẽ gắn cho tất cả các cái